xã hội bây giờ vì sao nhiều bệnh hoạn là do lòng người tại sao xã hội bây giờ thời tiết thay đổi thất thường bão tố đủ chuyện khổ đau như năm nay bị coi là do cái gì lòng người tưởng do tâm sánh tưởng là hoàn cảnh do tâm của người xấu làm cho hoàn cảnh này hư nên quý vị biết bổ túc gì mặt tâm linh thì nhất định quý vị sống sẽ được hạnh phúc còn không biết bổ túc gì mặt tâm linh thì quý vị sống những chuỗi ngày đi qua rất là ổn quý vị à. Nên những bài học tập này nó có thể giáo dục gia đình Và nó có thể dạy mỗi một người chúng ta nên nhìn lại mình đi Đừng có đợi đến ngày mà gia đạo tan nát Thì lúc đó mình hối hận cũng muộn rồi Tất cả những người đàn ông đàn bà Đã có vợ có chồng rồi nên sống chung thị Đừng nên tùy tiện đi ra ngoài Sống bừa bãi bậy bà. Đừng bao giờ nghĩ rằng Vợ chồng không biết Làm như vậy gia đình mình sẽ tan nát Gia đạo sẽ đi xuống Sự nghiệp sẽ tiêu tan Cái tội tà dâm là một cái tội Tội phước rất là mau Và cái tội thủ dâm Thì sự nghiệp cuộc đời không thể nào ngóc đầu lên nổi Nên phiên tất cả các trẻ em Các con nên sống lành mạnh Có đạo đức Đừng nên làm những cái chuyện Chốn người làm điều sai quấy đó các con không có tương lai gì đâu các con à Nên mình là người sống trong một cái xã hội Có được Học tập Thì các con nên nhận thức Cái điều thiện, cái điều tốt Đừng nên làm cái điều bậy bạ Cuối cùng cuộc đời các con đi vào tệ nạn xã hội Sống ổn một đời Sống không có ý nghĩa gì Nhiều người chúng ta Bị Một cái xã hội mà nó phát triển Vì vật chất Có khi nó ám đặt mình mình không có thoát ra được nên con người càng ngày càng bị biến chất từ cách ăn cách mặc đồ đạc càng ngày nó càng xa xỉ gọi là ăn mặc đó quý vị ăn uống thì cũng xa xỉ có khi người có tiền vào trong cái quán ăn hay nhà hàng kêu nguyên một mâm thức ăn ra thiệt nhiều gấp mấy đũa thôi bỏ cả mâm đồ ăn hoặc là có những người vào cái quán ăn kêu đồ ăn nhiều lắm ăn có chút xíu quậy đũa quậy muỗng vào đó rồi kêu tính tiền bỏ đi họ không hiểu được rằng xã hội có những người người ta muốn có một miếng ăn này người ta còn không có còn họ thì ăn dùng phung phí như vậy nên người xưa nói một câu là hưởng phước bất khả hưởng tặng hưởng tặng thì đi ăn mài cũng không ai cho phải nhớ nên mình có con á dù là nhà giàu nhưng mình cũng dạy con mình biết tích phước quý vị mình giàu sang là nhờ tu phước mà có được bây giờ mình xài thả ga mình xài tùy tiện mai mốt mình hết phước thì mình nghèo Bởi vì coi phải là Bao nhiêu công ty xí nghiệp Nhìn thấy Lên như diều gặp gió Vậy mà Tự nhiên mình nghe tin là Công ty xí nghiệp đó sạc nghiệp Họ vô tù ngồi Là do gì lúc họ Lên như diều gặp gió Họ không biết tu nhân tích đức Họ làm bao nhiêu việc ác nên người xưa mới nói một câu rằng Tặng cho con cháu của cải vật chất nhiều Không bằng dạy cho con cháu một nền đạo đức làm người Nên những bài học tập này giúp cho chúng ta Tích công lý đức Biết được cái tạo tội nghiệp mà mình tránh Nhiều người chúng ta là do không được nghe hoặc nghe mà không tiếp nhận đến khi quả báo nó đến rồi thì trong lòng cảm thấy hối hận đó là cái ăn dù là nhà giàu một miếng ăn cũng không được tùy thiện đổ bỏ uống một ly nước cũng phải gót đủ để mà mình uống Chứ không phải là uống phân nửa phân nửa hát bỏ Hoặc là thiếu một cái nhân cách Thì đứng trên lầu uống nước Hắt nước xuống đường Không biết ai ở dưới đang đi Có những người cũng như vậy Có những người Sang trọng đi xe ngoài đường Có khi ăn uống Vỏ bắp Vỏ bưởi Hoặc là Vỏ chuối Rác mở cửa xe ra vứt ra ngoài đường đại họ không nghĩ rằng có những người chạy xe cán lên chờ té cái tâm này gọi là cái tâm tổn phước nên mình nên nghe như vậy những cái điều đơn giản này mà để nhắc nhở mình đừng bao giờ xem thường một việc ác nhỏ làm lâu ngày nó thành một việc ác lớn đừng xem thường một việc thiện nhỏ nếu như kiên nhẫn mà làm việc thiện này Từ từ cũng thành đại thiện Người có phước Thì phước sẽ đưa đẩy quý vị đến chỗ tốt Người hết phước Thì quả tay sẽ đến với chúng ta Hết phước là do gì mình tạo nghiệp mà hết phước Có phước là do gì mình tạo thiện mà có phước Phước hay là vô phước Đều do đôi tay con người mà tạo ra cả phải nhớ nên cái nhân cách của một con người dù mình là nhà nghèo nhưng có nhân cách vẫn là được người tôn trọng mình là người nhà giàu nhưng thiếu nhân cách vẫn là bị người xem thường đánh giá phải nhớ nên từ cái ăn cái ở của mình nó phải có đạo đức nhà của mình trên lầu cao không phải muốn vứt cái gì xuống thì vứt không phải xả rác là xả rác ở chung cư ở cùng với nhiều nhà cùng một con đường cùng đi thì ai cũng có trách nhiệm dọn dẹp gọn ghẹ sạch sẽ như vậy thì mình sống cùng mới hòa thượng chứ không phải rằng mình sống cùng với một chung cư ai cũng đánh giá mình là gia đình dơ giấy chửi vợ chửi chồng chửi con ấm xùm đây là bị người kêu riêu phước nó giảm rất là mau nên nghe đạo đức rồi mình tự nhận thức mình những cái gì sai thì mình sửa cái ăn cái ở của mình nó phải có đạo đức nó mới gây dựng được một nhân cách mà người ta kính tin người ta trọng mình chứ rồi thêm một cái nữa cái bản thân của mình bản đồ đạt nó phải phù hợp từ một bộ đồ mà có khi mình chạy theo thờ thế quá Bạn đồ không nhìn nhận được nền giáo dục Bạn đồ như không bằng Bước ra ngoài đường Thì như bà Hoàng ông Hoàng Nhưng ở nhà mình thì rác rến dơ giấy hỗn tạp Bản thân thì ăn diện Tối ngày Gia đình dơ cũng như chuồng heo mặt mài con cái thì quặn quện người mẹ người cha thì sang trọng đứa con thì như ăn mài cái nhân cách này mình nên nhận thức lại để không bị người ta đánh giá trong gia đình quan trọng nhất là có giáo dục quý vị một gia đình mà thiếu giáo dục thì gia đình này suy tàn quý vị nhìn một gia đình hưng thịnh Hiện tại đang vào sang quý vị nhìn qua là biết hưng thịnh lâu hay mau. Nhìn từ những đứa con, nhìn từ vợ chồng có nhân cách hay không. Nhìn từ gia đình này có đạo đức hay không. Nếu gia đình này có đạo đức có nhân cách, con cái có dạy thì tức khắc gia đình này vào sang lâu dài. Còn nếu như gia đình này hiện tại đang vào mà gia đình vợ chồng sống bất hòa, con cái bất hiếu thì quý vị biết gia đình này sắp sửa suy si tàn. Cái nhân cách làm hết phước Gia đình si tàn Phải nhớ Nên mình là một người phụ nữ bận đồ Nó phải kính đáo Nó phải có một cái nhân cách bận đồ Chứ không phải mình chỉ biết chạy theo thời thế Bận vụ đồ mà như không bận Đây là cái cách tổn phước Một người phụ nữ mà bận đồ mỏng manh Khiêu gợi làm người Làm cho nhiều người khởi dục vọng xấu xa Vậy thì cái tâm người phụ nữ này là đang trồng nhiều thứ ác vào tắm cho người khác Vì thì người phụ nữ này rất mau già mau xấu quý vị coi vì sao xã hội hôm nay có nhiều người bị ung thư vì cái đẹp mà họ làm đủ cách nên họ bị ung thư thân thể cha mẹ sinh ra nuôi mình không lớn vậy mà mình cắt sửa đủ cách để làm đẹp nên quý vị phá hoại hoàn cảnh tự nhiên nên quý vị bị ung thư là như vậy cái bản thân không chịu để cho nó thật Hãy đem cái giả để vào cuối cùng Nê nê cái giả đi Rồi cuối cùng hối hận Rất là nhiều người Sửa sang sắc đẹp Sau này rất hối hận Rất là hối hận Đẹp trước mắt một thời gian Nhưng sau này rất là hối hận Từ nơi cái tâm muốn mình đẹp Để nhiều người cảm mến Nhiều người khởi tâm Thích mình từ cái tấm này quý vị tổn phước rất là mau Nên Có một công đoạn một vị hòa thượng này Ngài giảng ngài nói Những người bạn đồ mỏng manh Ăn diện lè lẹt đi ra đường Đi một vòng ngoài đường Thì lôi kéo theo Một nhóm mũi mồng Bu theo để mà muốn hút máu họ Họ tự tạo ra cái khó cho họ Bình yên không muốn mà muốn nhiều thứ bu quanh để lôi kéo họ suy nghĩ, dục vọng, ham muốn những điều bậy bạ. Đó. Nên tự mình hại mình, và cuối cùng rồi thì quên chồng nhà, quên vợ nhà mà bước thêm bước nữa, gia đình tan nát. Nên một người đàn bà có phước bằng đồ kính đáo, nhân cách có đạo đức nói chuyện nhỏ nhẹ dù là không được đẹp nhưng cái nhân cách này sẽ phát triển thêm cái vẻ đẹp nên người xưa nói một câu rằng cái nết đánh chết cái đẹp chúng ta phải học nhân cách để có một cái đạo đức có nết na vậy thì quý vị có phước còn nhiều người đàn ông đi ra ngoài đi làm thì có tiền nghĩ rằng là trốn vợ nhà chăn hoa làm những điều không phải tiền mắt tặc mang có khi đem bệnh đem về nhà để truyền cho vợ làm cho gia đình tan nát vui một chút mà cuối cùng gia đình tan nát nên suy nghĩ lại suy nghĩ lại quý vị coi cái xã hội hôm nay phải là về cái tệ nạn ly hôn nhiều không quý vị chúng ta nói sống trong một xã hội văn minh không lẽ văn minh mà đi ly hôn nhiều văn minh mà vì sao tệ nạn xã hội nhiều con người nói hai chữ văn minh nhưng họ quên hai chữ văn minh văn là hiểu biết minh là sáng suốt nếu là người hiểu biết sáng suốt vì sao lại đi ly hôn vì sao nhiều tệ nạn xã hội Có người họ nghĩ rằng là Nhà cửa cao tầng Vật chất đầy đủ là văn minh Không phải Đây chỉ là cái hưởng về vật chất Nếu như không tiếp nhận giáo dục Thì không gọi là văn minh quý vị Có người tiếp nhận giáo dục Người ta có một cái trách nhiệm làm cha làm mẹ Đâu có ai tùy tiện Dặn với nhau Cự nhau vài câu Lại đi ly hôn Họ có suy nghĩ cho đứa con này Đi theo cha mà không có mẹ Đi theo mẹ mà không có cha Tâm trạng của trẻ con sẽ như thế nào Nó sẽ buồn khổ Và đi đến cái chuyện bỏ học Và bụi đời Rồi thành tệ nạn xã hội Người làm cha làm mẹ này nhìn sang trọng Nhưng không có tiếp nhận giáo dục nên không có trách nhiệm không biết trách nhiệm của mình làm cha làm mẹ từ nơi đó mà ly hôn tạo ra một cái màn kịch của cuộc đời có khi người mẹ này khi vừa xa chồng chưa xa chồng đã có người đàn ông khác hoặc là vừa ly hôn thì đã cặp người đàn ông khác đem về nhà nhà có đứa con gái người đàn ông này cũng là không tiếp nhận giáo dục sống với người đàn bà này và hại luôn đời đứa con gái của con bà có không có chứ có chứ nhưng đức biết một đứa bé nhỏ này mẹ của nó có bốn đời chồng là bốn người chồng đều là sống với nó luôn sống với mẹ nó sống với nó luôn từ lúc bốn năm tuổi nó đã bị hại đời và đến khi mười một tuổi là nó đã bị năm người đàn ông hại cuộc đời của nó trong đó là đã có bốn người đàn ông là chồng của mẹ nó mẹ nó cứ cặp từng người từng người như vậy mỗi lần cặp với một người đàn ông thì dẫn về nhà hoặc dẫn về nơi ở ở với mẹ ở luôn với đứa con gái ấy bị coi nếu một xã hội như vậy mà nói về văn minh thì chúng ta cũng không dám sống nổi nên về cái việc mà vợ chồng đến với nhau Mà tùy tiện ly hôn đây là một cái Cái sự tác hại rất lớn Về mặt xã hội ảnh hưởng xã hội đất nước rất lớn Mỗi một gia đình hạnh phúc Thì mới dạy được con ngoan Mỗi một đứa con ngoan Thì mới xây dựng được đất nước cường thịnh thì phải nhớ đó Nên chúng ta là người nghe giáo dục định lực nhân quả Đã đến với nhau rồi phải chung thị Dù đi đâu đi chăng nữa Cũng phải chung thị Chứ không phải rằng mình giấu che Mình làm điều sai Những đức từng nói rằng Hai bên gia chúng ta có hai vị thần Một vị thần ghi tội Một vị thần ghi phước Chúng ta giấu ở đâu trốn ở đâu Mà không bị ghi thiện hay ác quý vị nên có những người làm một chút thiện thì nêu lên cho nhiều người biết. Làm điều ác thì giấu che. Nhưng cuối cùng địa ngục vẫn mở cửa cho người làm ác. Thiên đàng vẫn mở cửa cho người làm thiện. Dù quý vị có phe hay là giấu. Thiện vẫn là thiện, ác vẫn là ác. Mình gieo nhân nào gặt quả báo nấy quý vị à? Quả nhớ đó. Nên chúng ta nghe Phật Pháp, nghe định lực nhân quả. Những đức đang học tập, khuyên người bỏ sự tham dục. Nếu như nhận thức được cái lòng tham, giảm lòng tham, đó là phước báo. Tham của cải thì là nghèo nàn Tham danh tiếng thì dễ đi vào tù tội. Tham ăn thì thành bệnh hoạn. Tham dục vọng thì mau chết sớm gia đình tan nát quý vị coi đúng không từ lòng tham mà sanh ra quả tai giảm lòng tham thì sanh ra phước báo giảm lòng tham sanh ra phước báo có những người khi nhà nghèo vợ chồng hạnh phúc khi có tiền vợ một nơi chồng một ngã vợ cũng biết đi chơi chồng cũng biết đi chơi nói cái câu ông ăn chả bà ăn nem còn ngày xưa nghèo thì vợ chồng cùng đau lưng mà làm ăn nên con người chúng ta khi giàu sang đừng quên thở cơ hàng mình giàu sang rồi mình cũng biết thương người nghèo khổ vậy thì con người mới có đạo đức quý vị à mới có được đạo đức phải nhớ đó nên á, những bài học tập này nhắc nhở chúng ta nhiều lắm những đức thấy đi ra ngoài đường bây giờ mình học được nhiều cái để mình phiên mọi người những đức nói rằng nội mà cái việc chạy xe thôi đi xe thì ai cũng đã từng học bằng lái học bằng lái cũng có cái nhân cách đạo đức để chạy xe vậy mà có khi chúng ta học qua rồi chứ cái nhân cách chạy xe chúng ta kém cỏi nội mà cái chuyện mà cái luật đưa ra Từ mà 22 giờ Cho đến sáng 5 giờ Chạy xe không được bóp càng Úm um sùm Đây cũng vẫn gọi là đạo đức đó quý vị Nhưng nhiều người đã học qua Nhưng mà có khi người ta không áp dụng Rồi chạy xe phần nhiều là thi bằng lái lái xe cái chỗ mà giảm tốc độ nhường đường là điều đúng vậy mà chạy xe ra đường mới bị coi mạnh ai thì cứ là dược tốc độ có khi đèn đỏ còn có mấy giây nữa vậy mà tốc độ dược mạnh để mà lao qua quý vị coi cái này rất dễ xảy ra tai nạn rồi từ đèn đỏ sắp sửa bước qua đèn xanh chờ tới đèn xanh thì mình qua từ từ vậy mà sắp sửa qua đèn xanh bắt đầu là nhóm nhóm nhóm, nhóm, nhóm. giống như con người ta nó gấp gáp lạ thường quý vị gấp gáp lạ thường như vậy nên mình là người nghe giáo dục những cái điểm này mình phải đầm tính mình chở con mình phía sau Nó nhìn cái hành động của mình đó quý vị Nhìn cái hành động của mình Còn khi mình chạy xe ngoài đường Một cái dũng nước Chờ mưa Mình chạy ngang mình giảm tốc độ Tại vì sao Vì mình chạy tốc độ cao quá Mình giảm vào Cái dũng nước dũng nước nó té nước ra Nó văng vào người chạy xe không đa xe đạp Từ cái nhân cách như vậy thôi Tức khắc có phúc Còn nếu không thì mình thường tạo nghiệp phải nhớ nên những cái bài học tập này nó xác thực vô cùng trong cuộc sống để áp dụng những đức đi xe ngoài đường những đức thấy con người mình như là chỉ mành treo chuông vị chạy xe thiếu ý thức nên có một cái bảng ngay chăng cái đường những đức đi mà những đức thấy thà chảy một giây đừng gây tai nạn đúng không mình đi nhất định nó cũng sẽ tới cái chỗ đó thà mình chảy một giây đừng gây tai nạn còn mình gấp một giây mà mình gây tai nạn cuối cùng mình hối hận cũng muộn gây tai nạn một là gãy tay gãy chân hoặc là bể đầu hoặc chết là do gấp gáp những đức nói rằng bởi vì lao theo kiếm tìm cuộc sống những đức nói có con Khuyên con mình đừng có hành cái nghề chạy xe chạy xe tải, chạy xe máy kéo, chạy xe khách. Đừng nên hành cái nghề này. Hành cái nghề này những đức thấy rằng cái hạng người mà hành cái nghề này hình như cái tâm họ thay đổi. Họ lao ngoài đường, họ chạy với sân hẳn. Có khi họ cầm cái xe họ chạy quen. Họ chạy, họ làm nhiều người rất sợ. Một là vượt tốc độ, hai là qua mặt người, ti tiện, nên những đức từng nói rằng Những người mà những công ty mà xe cộ Nhân viên của mình đúng ra nửa tháng họp một lần Nói về cái nhân cách đạo đức chạy xe cho họ nghe Có khi họ muốn cho tài nhanh Mà họ chạy vượt ẩu Nhiều người kêu riêu chửi mắng họ Cái công ty này ông chủ cũng tổn phước Nên thời gian sạc nghiệp hoặc xảy ra tai nạn nên hành cái nghề chạy xe đúng rõ ràng Chân trong chân ngoài Cái nghề này không tồn tại Thế nào cũng gặp tai nạn Nếu như người này có đạo đức thì đỡ Chứ nếu như phóng nhanh vượt ẩu Thế nào cũng gặp tai nạn Nên những đức nói cái nghề lái xe Dạy con đừng nên hành nghề này Nhất là những tài xế chạy xe máy kéo xe công những đức thấy gương mặt người nào người nấy sẵn hẳn khó chịu Bóp càng thôi là quý vị biết cũng là đủ tổn phước Cái càng của nó lớn nó bóp thôi Muốn điếc lỗ tai người khác Và chạy mà nó nó chạy qua Mặt người nó chạy tốc độ nhanh Đừng có nói nữa Quý vị chỉ cần mà chạy mà lỡ chợt chân phía trước Nó đụng cái là chết tại chỗ liền Chạy tốc độ kinh hồn nữa quý vị Coi mạng người rất là nhỏ nên những đức nhìn thấy những chỗ này những đức nói đúng là có người vì chén cơm manh áo xem mạng người rất là nhỏ chạy xe tranh thủ chạy vì nuôi vợ nuôi con vì kiếm tìm cuộc sống có tiền được thì chiều bắt đầu là ăn nhậu gái gú cũng vì tham dục hưởng những cái niềm vui đó mà cả ngày kiếm tiền cực khổ vô cùng chiều ngồi nhậu nghiêu ngao Quý vị coi Nên chúng ta mà nghe được giáo dục mới thấy được Một con người không cần làm nhiều quá Chỉ cần bổ túc được cái mặt tâm linh Về cái thiện tâm, về cái đạo đức Tuy làm ít nhưng thành nhiều Những đức từng gặp một cặp vợ chồng Những đức nói thử đi Bao nhiêu năm nay cặp vợ chồng của anh chị Lam lũ cực khổ Làm lạm dụng thời gian Anh chị thử Bổ túc về mặt tâm linh lại đi Bổ túc về mặt tâm linh Vợ chồng sống gần gũi bên nhau hạnh phúc Dạy con đàng hoàng Làm thời gian không cần làm nhiều Không cần kiếm tiền nhiều nhưng mà thạnh nhiều Hơn ngày xưa kiếm tiền nhiều Mà về mặt tâm linh gia đình Không được bổ túc Nên con người sống bây giờ là giống như người mái Mỗi ngày làm việc Cứ lao theo công việc Trời ơi, những đứa nhìn thấy tài xế Nó chạy xe cả ngày Nó chạy, trời chạy tránh thủ Cái tài của mình chạy tránh thủ Để kiếm tiền Nên săn hẳn Quý vị chỉ cần chạy phía trước nó mà chạy chậm nó bóp càng Giống như nó tức giận nó Muốn ăn tươi nước sống quý vị tức Chạy qua rồi Quay ra nhìn quý vị Thằng nào mà chạy trước mặt tao chậm như kinh khủng như vậy nên quý vị biết rằng nên những đức nói những cái nghề này là nó không nuôi được cái nội tâm về mặt tâm linh mặt tâm linh nó không nuôi được tiền kiếm được không bao giờ còn mấy vị không bao giờ còn nó nên con cái mà làm lơ xe nè chạy xe nè thôi là một cái nghề gì nó điềm đạm cái tâm mình nó bổ túc được cái tâm của mình về mặt tâm linh Mặt tâm linh nó có được rồi Tức khắc gia đạo nó mới hạnh phúc Và mới phát triển được Những đức tin chắc 100% Nên con người không cần làm nhiều Làm vừa vừa thôi Nhưng mà bổ túc được vì cái mặt đạo đức Vì mặt tâm linh Tức khắc gia đạo này sẽ hạnh phúc Giống như một con người mà mỗi ngày không biết nhìn lại mình Vì thì mình rất dễ làm sai Chắc chắn Nên những đức tin chắc 100% chỗ này Vì 11 năm ngoài đời Những đức cũng cố gắng làm nhưng nghèo vẫn là nghèo giống như lấy nước đổ vào một cái lu bể vậy. công giả tràng chúng ta tuy chậm mà chắc con người mỗi ngày không tạo nghiệp vậy thì có phước đặc biệt nên những buổi học tập chia sẻ này nè về cái công đoạn khuyên người bỏ sự tham dục quý vị dụ phải nhớ cái chữ tham dục nó rộng lắm trong cuộc sống này của mình áp dụng vào tất cả công việc hết luôn Từ ngành nghề, từ tham dục này mà xảy ra vấn đề đó Bỏ mạng, bệnh hoạn, chết sớm, gia đình tan nát Từ chữ tham dục này áp dụng trong cuộc sống Công ty, xí nghiệp, ngành nghề, ngồi văn phòng hay là bóc giác Nếu như con người mà giảm tham dục Tức khắc con người vị vị sẽ nuôi được mặt tâm linh sáng suốt Còn nếu như về mặt tham dục nó phát triển tức khắc vì mặt tâm linh nó tối xuống, mặt tâm linh mà tối rồi, tức khắc những cái phần xấu nó sẽ lướt đến, sẽ xuôi khiến quý vị làm sai, chắc chắn. Nên á, ngài Chu Quan sĩ ngài khuyên người bỏ sự tham dục, người chỉ cần buông xuống được, giảm được những thứ này thì tức khắc sức khỏe tốt. Vợ chồng đến với nhau là cả đời, chứ không phải đến với nhau vì lạm dụng tình dục. Đừng có dùng vợ mình như một món đồ chơi. Như vậy thì bản thân mình bệnh Vợ cũng bệnh Sanh con thì ngu ngốc Vì vậy sanh những đứa con bị bệnh giật Sanh những đứa con ngốc Không được thông minh Sanh những đứa con bệnh hoạn yếu đuối Quý vị coi Phải là nếu nghe đạo suy nghĩ lại Vợ chồng quá lạm dụng về dục vọng đúng không Có khi mới cưới gì cả ngày lẫn đêm dục vọng Ăn ở quá trời nhiều lần Cứ ăn ở nhiều thì cái tính người đàn ông sẽ yếu. Người đàn bà này cũng yếu. Tinh khí thằng đã yếu thì hạt giống này yếu, hạt giống yếu thì sanh con bệnh vậy thôi. Nó giảm phước rồi sanh con cũng giảm phước. Phải nhớ đó. Rồi thêm một cái nữa vợ chồng sống với nhau vợ mang thai nhưng mình không nghe giáo dục vợ mang thai, mới mang thai vợ chồng vẫn còn ăn nằm. Đây là cái tiêu về đứa con của mình nhiều rất nhiều người bây giờ họ không hiểu việc này nên hại con mà họ không biết nên tại sao nhiều người đàn bà bây giờ không giữ được cái thai tham dục nặng nề hạt giống yếu nên dù có mang thai cũng dễ bị chết trong bụng hoặc là mang thai rồi vợ chồng vẫn còn án nằm nên nó làm ảnh hưởng cái thai này rất là lớn từ cái chỗ tham dục mà nó hại quá nhiều thứ quý vị hại quá nhiều thứ. Còn bây giờ quý vị cứ lo làm ăn mãi, quý vị bỏ bê con quý vị mười mấy tuổi đi học cứ đi học, cho chiếc điện thoại, cầm chiếc điện thoại bấm lên mạng đồ chưa? rồi cho tiền đi học. Tới ngày sinh nhật thì mua quà cáp cho con, chiều con. quý vị mỗi ngày đi kiếm tiền con quý vị tiền hư. Có người bây giờ không nhận thức được chỗ này. Đến khi ngã ngửa ra con hư à Con mình coi phim đen nè Có khi cha mẹ coi phim đen cho con coi luôn Mà những bộ phim đó nó dạy con người cái gì? Dạy người ta dám Dạy con người tham dục Con nít mà coi thì đi thủ dâm Muốn quá bây giờ phải tự làm mình thôi Vì thấy cái cái quả hại trong cái thời đại bây giờ chưa? Nội mà quảng cáo trên tivi ta quý vị coi Một cái mặt hàng đâu cần phải quảng cáo bằng đồ ướt át Vậy mà nó bằng đồ mỏng manh để quảng cáo Rồi những cái bài nhạc Chữ tình Nó đưa những cái tấm hình Những người con gái đẹp ẻo lạ trong đó Bằng đồ mỏng manh Bao nhiêu người đàn ông coi nhạc thì thích coi như vậy Khởi những cái tâm xấu lên Quý vị coi Phải quỷ diệt loài người không trồng vào trong tâm người ta những cái thứ xấu xa nên tại sao bây giờ ung thư ngực ung thư bằng quang ung thư nhiều thứ kỳ cục như vậy là do cái tâm có người mà sanh ung thư chứ gì bằng một bộ đồ hay là độn đồ lên để cho người ta thấy mình to mình bự cuối cùng cái tâm này thì mới bị ung thư chứ sao ung thư là ngay cái tâm này nè đó có người đẹp á là từ nó cái tâm thiện nó phát cái tướng đẹp nên Phật nói là tướng do tâm sanh mà Nghe chỗ này rồi quý vị nên tự nhận thức lại đi Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị Ai Di Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả Để từ và